Chiều ngày 23 tháng 2, trong không khí mùa xuân mới, đoàn công tác báo Tuổi Trẻ Thủ Đô và huyện đoàn Bắc Hà phối hợp tổ chức chương trình tình nguyện thăm, tặng quà cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Bản Vố với chủ đề Cùng em đến trường. Tham dự chương trình, về phía báo Tuổi Trẻ Thủ Đô có đồng chí Nguyễn Mạnh Hưng, tổng biên tập, đồng chí Ngô Vương Tuấn, phó tổng biên tập, cùng các đồng chí tổ công tác của báo. Về phía huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, có đồng chí Lý Giao Thồng, bí thư huyện đoàn, đồng chí Đào Duy Công, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Bản Vố. Chương trình nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, giúp đỡ các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt ở vùng sâu, vùng xa. Phát biểu khai mạc chương trình, tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Thủ Đô Nguyễn Mạnh Hưng gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể thầy trò nhà trường nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Cùng em đến trường, chương trình của báo Tuổi Trẻ Thủ Đô hàng năm, và đại diện cho 395 em học sinh của trường dân tộc Bản Vố, và hôm nay có 40 em được nhận những cái phần quà của báo Tuổi Trẻ Thủ Đô. Tuy là những món quà còn nhỏ nhưng nó rất là ý nghĩa vào cái dịp đầu xuân. Cùng với đó, đoàn công tác của báo Tuổi Trẻ Thủ Đô đã trao tặng 40 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường. Tại chương trình, thầy giáo Đào Duy Công, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường cho biết: khi nhận được kế hoạch của huyện đoàn Bắc Hà kết hợp với báo Tuổi Trẻ Thủ Đô thì nhà trường chúng tôi cũng đã xét duyệt những các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các điểm trường, và hôm nay các em đã về đây và cũng đã được các cô các chú các bác các anh các chị trong đoàn đã tặng quà hết sức là ý nghĩa. Phụ huynh học sinh thì cũng đã có mặt và xin hứa với các đồng chí sẽ sử dụng những phần quà này để cho các em có những cái cơ hội, có những cái sự tiếp cận tốt hơn trong học tập. Sau này các em sẽ có những cái hành trang tốt, xây dựng quê hương Bản Vố ngày càng giàu đẹp hơn. Đây là một trong những sự kiện nằm trong chương trình Cùng em tới trường do báo Tuổi Trẻ Thủ Đô tổ chức thường niên. Chương trình với mục đích giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, thể hiện phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau và tinh thần Hà Nội chung tay vì học sinh nghèo cả nước.